mình Tuấn Tạ đây mọi người. Tuấn Tạ xin chào tất cả mọi người. Hôm nay Tuấn về một cây sườn Bestline Ruby. Thì Bestline Ruby này, cây sườn này full carbon, size nhỏ nha mọi người. Ruby thì nó cũng giống như router, nó cũng có công nghệ giảm chấn này này. Trước sau ha mọi người ha. Nó có công nghệ giảm chấn, thì Tuấn nói sơ thôi, công nghệ giảm chấn thì nó tạo độ êm ái khi mà mình đi đường dằn sóc hoặc là đổ đèo nha mọi người. Cây sườn này á, là đặc biệt cây sườn cho nữ, và mấy anh mà thấp thấp á, 1m50 mấy là đi rất ok nha. Tại cây này thì nó rất là nhỏ, cây ngang nó có 48, cây đứng 42 thôi nha mọi người. Cây này á, thì nước sơn màu đen, dân carbon của nó là nó màu đen. Thì những cây chuẩn như thế này á, người ta làm dân carbon, mọi người nhìn là nó nổi dân carbon lên nha mọi người. Đó, dân carbon nổi lên nhìn rất là phê nha mọi người. Đó, cây này nữ chạy là thôi nhức nách luôn. Thì xin theo cây sườn này nó khóa cốt yên là Bestline luôn. Và cái này thì nó đi BB này là văn rặn nha mọi người. Đó, văn rặn này thì rất là dễ xài. Rồi, cây này thì nói chung là nó liền lạc, không có chạy vết chạy nào lớn á mọi người. Xung quanh này không có vết chạy, chỉ có một vết chạy ngay đây nè, ngay cái gọng bình nước nè ha. Đó, nó có một cái vết chạy ngay đây. Và ngoài ra thì không có vết chạy nào hết. Đó, cũng quay sơ mọi người coi ha. Nó không có vết chạy nào hết. Cây này đời nó 22, nó đi dây nổi nha mọi người. Nếu mà đi dây âm thì cây này mắc rồi. Cây này Tuấn bán rất là rẻ, rất là dễ chơi nha. Mọi người mua cho vợ ha. Mấy anh mà thấp thấp á, chạy cây này là bao ngon luôn nha. Chứ lại ở đây thì nó có cái này á, là cái bát cổ dê gắn cái sang dĩa đó. Thì ngay đây thì đời này nó có bát cổ dê, hoặc mọi người mua cái cù đề á, mà bát cổ dê liền cù đề thì tháo cái này ra nha. Rồi bây giờ Tuấn vô chi tiết luôn. Tuấn đo cái cây sườn này cho mọi người xem nè. Tuấn đo ngay tâm cốt yên cho tới tâm cổ mọi người. Tâm cốt yên tới tâm cổ nó là 48 mọi người ha. Rồi tới từ ở tâm BB nè, Tuấn đo lên tới tâm cốt yên là đây là 42. Cây ngang 48, cây đứng 42. Một cây sườn Bestline Ruby full carbon. Rồi cây này Tuấn bán giá rất là dễ chịu nha mọi người. Cây này Tuấn bán 12 triệu. Anh chị em nào quan tâm cây sườn Ruby full carbon này thì gọi cho Tuấn nha. Số điện thoại 0908 228 222. Một cây sườn full carbon Ruby. Cây này á, là size nhỏ nha mọi người. Size này á, thì nó là cây ngang là 48, cây đứng là 42. Anh chị em nào dưới 1m6 là đi cây này là bao ok luôn. 1m65 đổ lại nha. 1m50 mấy là chuẩn cái cây này luôn á. Cây này size rất là nhỏ mà rất là hiếm nha mọi người. Những cái cây mà size nhỏ như vậy là rất là ít nha, mà nó đẹp như thế này là rất là ít nha. Chỉ có 12 triệu thôi, full carbon, không có lỗi liếc gì hết. Bát biết đề rồi còn zin hết mọi người thấy ha. Đó. Rồi, Tuấn cảm ơn mọi người xem video ha. Mọi người muốn chi tiết hơn thì nhắn Zalo Tuấn để Tuấn gửi hình nha. Rồi, Tuấn cảm ơn mọi người xem video của Tuấn. Tuấn xin hẹn mọi người ở video tiếp theo nha. Rồi, Tuấn xin chào tất cả mọi người.